lấy tiền rồi. Tiền quá rồi. Lên đường rồi. Đẹp, đẹp quá, lên đường rồi. Ui giời. Con này mơ ước bao lâu bấy lâu rồi. Ba vai đẹp rồi, lên đường rồi. Thôi, lên đường thì thôi. Tôi đi uống nước xe ăn mừng. Con lọc rồi, chết rồi. Dưới bao nhiêu đấy anh vừa? 15 triệu. Đấy. Này bật lá ra lại long lanh nhỉ? Ừ, này bật lá. Đúng cây rừng quốc tế. Mà đang để om om dăm thêm, hôm nay cắt lại cắt được năm nữa. Nay em có mỗi hai con à? Vợ nó yêu lắm nhỉ. Bán lỗ lấy lãi. Lấy lỗ làm lãi à? Bán phải vía nữa. Nhưng của anh lập cái này à? Này bao nhiêu anh? Nhiều đầu rồi. 20. Anh em có đi đồng nước xe 8 triệu. Này tương lai. Tương lai. Này bao nhiêu anh? Con đấy con 7 triệu. 7 triệu. 7 triệu. Đấy. 7 triệu. Xem cái suối này quá mà này đang định múc à? Đó. Chờ đại huynh mang tiền à? Chờ. Chốt cái này chưa? Chưa, đã chốt đâu. Tôi để nhường cho anh mua. Em chơi cái này nó chưa đến tuổi. Này mà nhà to. Nhà nghệ không to. Nhà vừa đủ người ở. Cây không có chỗ nữa. Có vườn khá rộng này, vườn rộng lắm chị ạ. Lúc nào chả nói ấy chứ đâu, nhưng mà nhà vườn nhà rồi. Đẹp nhưng vườn thì ở đây cái này mặt này đẹp, mặt này đẹp, quay đi quay mặt này ra hay người. Mặt này nó ấy được mà. Mặt này nó thuận mà nó lành. Nó thuận nhìn cái hướng cổ này nó thuận. Sau mặt đây. Được đấy, người được. Đấy. Này lại chia hai hướng, mỗi người một hướng. Alo. Đi bắt thế mới tài. Ra đi. Vượt khắp chợ. Đấy, ra đi. Có hàng rồi, có hàng nóng. Không phải tìm kiếm đâu nữa. Đâu đi, anh phải họp ở ngoài kia. À, đấy, ngoài này mà chắc phải hai người về nhỉ. Không, một mình về được mà. Con này sau phải cho cái chậu khác, cái chậu này nó nặng cái chậu rồi thôi, nó nặng cái chậu. Chậu khác rồi mình riết nó mới đẹp. Dừng xem là có con này mà cho vào anh Tân anh mời đá thì con này. Ôi lại có cái đi thôi. Lại có cái gợn, lại có cái gầm đây nhỉ. Lại nước dưới. Anh à. Xem cây gì cho anh. 1 2 3 4. Rồi, quốc ngùi. Quốc 6 7. Cũng vẫn để 7 tay đấy nhỉ. Nói chung là vừa quốc tế lại vừa tôn trọng Việt Nam. Chưa? Em trả cái chi để mà không bán. Bao nhiêu rồi chị? 1 triệu. Em ngó đi. 6 triệu. Bao nhiêu? 6 triệu. 6 triệu không bán. Bán ở đâu đấy? Nhìn cái đúng rồi. Xa đi giao hàng. Đắt chưa? Nó không bán đấy. Ừ. Không nhiều, nồi nhiều, nhiều, thương. Nhiều chỗ là tùy người đấy. Nồi cây là thương. Tùy người bán đấy. Đây, cái này lối chủ đẹp chứ. Chắc là mình chụp ảnh nó hơi khó nhìn thôi chứ. Đây là chụp ảnh khó nhìn, còn đâu đây là chụp ban sáng mà tay của nó để đánh đi lắp đây. Đấy là từ đây nhá. Đã bán chụp quất Tết thì sao chứ? Đấy, nhà này có cả. Không nhất định không bán. Có điện là 6 triệu và mua luôn, đánh lên ô tô lên nó rất không bán. Chắc phải to rồi. To mà, của lòng to. À, to. Đó. Đây là chụp vật sáng khá. Nó to, hai thân. Lên đây phục đây. Giá rồi đẹp, nhưng không bán đấy, nhất định không. Đời chung là bác ấy có ý tưởng để làm rồi. Thì máu là quất thì mình có ý tưởng rồi mà. Mình biết làm gì với nó rồi. Thì nó dễ. Đấy. Dưới, nói chung là dưới. Mua lấy được đấy, 6 triệu là đắt, mua lấy được đấy. Nhưng mà nhất định không. Giống như em vừa rồi mua cây dở hơi 20 triệu. Cũng chả phải dở hơi đâu, mà đến nó rẻ nó chả bán. Đó, làm thế nào? Mà mình dở lên thì... Nó mua thì đánh đèn điên hơn thôi. Đấy, cây nó thế mà. Cây nó như thế đấy, bởi vì là nếu mà cây người ta mà
có thiện chí ra mua bán ấy, thì nó dễ. Đấy. Người ta không ấy, mình nó phải lập đầu. Mà biết là mình mua đất vẫn cứ rồi. Vẫn thích mua. Đó, nó phải lập đầu nó. Đấy, nhưng mà về thì vừa chán là được. Về mà chán thì vừa mất tiền mà vừa khó chịu thì vực lắm. Coi như mà mình bị rơi mất. Cái này đấy. Chất nào nó được. Kiểu dòng kiểu như dòng nở ấy anh nhỉ. Giống lấy ngoài dòng đạp đi. Giống nhìn nó cũng mập mập. Nở thật. Dính nó mập mập nhỉ. Con này nó tốt ăn. Ngoài lại vừa mới liên hoan cái cây kia. Chả biết cái cây đấy được. Chứ mang nhiều cây. Bao lô triệu dưới. Thế à? Bán bao nhiêu? Bán 8 triệu con đấy. Mua 9 triệu dưới mà. Ui giời. Dưới Nam Định mà. Thế hôm trước cũng mấy phiên rồi này. Đây đấy là em tại vì nếu mà báo thế thì em biết trước em khuya mày múc mẹ rồi. Hôm trước báo hơi cao. Con đấy về phải ghép thêm hai thân nữa thì mới là cái con sau nó mới là con nhiều tiền. Còn để vậy ấy, thì không được. Kiếm đúng hai cái đầu nữa nó hợp nó. Cái đấy nhìn thì dáng dấp nó thoáng, xem triển tay cành nhìn là thấy nó dễ làm. Nhưng con đấy mà nhét vào hai cái đầu nữa thì vẫn cứ ok. Rồi. Vẫn ok được. Nhét được mà. Nói chung là cây đấy tầm dưới 15 là cũng được. Nhưng con đấy nếu mà làm mấy mà tầm 2 năm nữa là ra vấn đề đấy. Vâng. Nhét nó ra vấn đề đấy. Sau nó liền nó biết. Anh Dũng với anh nhìn khéo lắm, anh ghép khéo lắm. Chỉ có 5 thôi là đã để phát hiện ra được rồi. Coi như là ghép lâu lắm rồi. Ma thuật. Bàn tay ma thuật. Đối với thợ với nghề nó phải như thế. Thế thì mình sống được thì để chết nha. Cây không phải ngày nào bán được đâu, mà tháng nào bán được đâu. Có khi vay thằng này bán được cây. Mua đây. À anh à? Anh mang đi à? Không, đi chơi thôi. Chốt đi anh. Còn anh em. Hôm nay em bắt được nhiều cây hay không anh? Bắt được ít. Giờ này hội ít mạnh anh nhỉ? Ừ. Có xuống chỗ tin trước kìa ngoài. Không. À hôm nay là khai mạc, bế mạc nhỉ? Hôm nay dễ bế mạc. Cái này thì phải nuôi. Cái này anh nuôi thì ổn quá. Đang uống nước hết chuyện đây. Vâng, ngồi đi. Ngồi đây. Mày bở hồ nha. Hai chục. Vâng chị. Này to, này là trung. Về đi săn thấy cho mà. Kéo ạ. Về đi săn cơi thấy cho mà. À. Đó là cái... Đấy, cái cái... Không, có trong cái mũi. Cổ nó hả? Sau này tất nhiên là điền thì nó sẽ biến được thôi. Quê thì khó, điền nó sẽ... Này nó sẽ to ra, nhưng mà to bè thì tốt quá. 5, 4 thân. 1, 2, 3, 4. Nhiều đầu chân mà to mà lâu tí nữa thì tốt. Cây thì gần đá không đây, chân còn mới mà tất nhiên và chân còn mới chân còn mới. Nói chung là về nuôi 5 năm cái chân nó xứng với thân. Alo. À, như là giá hợp lý là múc về là nuôi là được. Tết tóc. Các bác kia bán cây vào kia uống nước hết với nhau rồi. Bác Hà vén em xem cái chiêm ngưỡng cái con này mắt. Vén cái túi hả? Bên túi thôi, để đấy thôi. Hai thân đẹp này và rõ ràng thế bán sớm nhỉ. Đây thì bán sớm. Mới được lại 10 triệu rồi. Vừa đứa bán nó 8,5. À 8,5. Em mua của ấy à? Dũng kìa. Của Dũng Dinh ấy. À Dũng Văn Giang.
Đấy, ờ, đường dây nhỉ? Dũng Văn Giang. Ờ, đấy nó để si. Vâng, chuyên si. Liên này. Chuyên si bãi. Đi bán thôi. Vâng. Thôi tốt. Giao dịch nó phải thế. Vâng. Cảm ơn các bác.